hình ảnh một người bà rất là thân thương ngồi múc cái bánh canh cả nhà ơi. Đây mình con ăn rất là bé. Trời ơi ăn không hết đâu. Không hết đâu. Không hết rồi. Bà bé nghĩ anh ăn hết không? Không. Không vẫn không. Giờ bà bé tin là ăn hết chưa? Hello, chào mừng cô chú anh chị các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Phan Hùng đây. Cả nhà ơi thấy quận nhất đẹp không? Đây là công viên Bến Bạch Đằng đó cả nhà. Đó. Đây là phố đi bộ Nguyễn Hòa. Còn bây giờ anh em mình sẽ không review quán của quận nhất. Mà anh em mình sẽ qua. Có hả? Này đang hoàn thành để đưa vào hoạt động đó cả nhà. Wow. Cái này là để kìa kìa, đó cái hình đó kìa. Để ngắm quá. Ok. Thì bây giờ mình sẽ tạm rời xa sự hiện đại của quận nhất để mình đến. Ôm anh đầu. Nhìn như người nhà anh nhá. Nhà này nguy hiểm quá ha. Đầu đó là ghê quá hồn tầng. Dạ. Bây giờ mình sẽ qua bên quận tư anh Lộc ơi. Cầu Móng đúng không? Đây là cầu Móng. Đây có một cái thuyền. Cái thuyền này là đầu không bao giờ đi đó, thuyền khổng lồ. Hey, chào mấy bạn nha. Đó, qua tới đây là qua tới quận 4 rồi đó. Quận 4, quận 4 với quận 1 sát nhau. Đây là đường Bình Thánh. Đường này buổi tối thì rất là đông vì đây là một con đường ăn nhậu quá. Ồ, Võ Sĩ Lộc đi đâu Võ Sĩ Lộc? Tính đi nhậu hả? Để ủng hộ cho một hoàn cảnh à của bà phụ. Ok. Sắp tới chưa? Sắp tới chưa anh trai ơi? Đang tới. Nhanh đi, nóng lòng quá, nóng lòng quá. Đây cả nhà. Dạ. Tay mặt nha. Cái gì chứ? Tay mặt đúng không? Đó đó. Đâu? Cái này, tới cô này. Ồ. Đây đây đây. Đây tới rồi. Mà bán bánh canh vịt. Ồ, ngầu quá vậy. Anh nhìn anh. Đang mất kiến đen nữa. Sao mình ngầu quá bà lại tưởng là đi tu tiền góp nữa. Không, hôm nay ở đâu có mượn đâu mà có. Hôm nay con đến con quay cái gánh bánh canh nhỏ của bà. Ủa có một gánh rồi hả bà? Mới 245 rồi hả? Chị nói 15 vậy à. Chắc ăn cũng no luôn á chút. Anh này mua 20 nhưng mà bà bán 15 ngàn nên bà... Bình dân. Dạ. Bình dân ha anh. Dạ. Dạ. Nhà thích ăn. Dạ. 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 Cảm ơn anh. Đưa cái bánh cho bà ha anh. Hay sao? Bà để cái đầu vịt xuống dưới được không bà? Được. Dạ dạ. Đó. Ok. Rồi. Dạ, con gắn cái này con hỏi bà mấy cái thời gian hoạt động của quán á. Bà trả lời giùm con nha. Bán ở đây đâu có quán đâu. Ba ba ba. Ồ trời ơi nặng không bà anh Lộc? Nặng. Chăm nó vô để nó sôi. Ồ. Thêm nước lèo vô. Bà bán có một gánh như vậy thôi hả bà? Hai gánh mà kỳ công an nó đuổi á. À. Để trong nhà. Để trong nhà hả? Bán hết gánh này mới lấy gánh kia ra. Không, bán một gánh này khiêng thôi còn hết là bà luôn đúng không? Tại vì mình đem ra hai gánh rồi cũng ăn nó lại đuổi làm không kịp. Bà bán đây được bao nhiêu năm rồi bà? 32 năm rồi, tới hai năm rồi 33. 33 năm luôn. Đó có một cái nồi nhỏ vậy thôi. Cứ hết là về. Ừ.
rồi đó, hai cái giống là để cái châm bay cái nồi này ngoài đây mình... cái công an nó tự nghĩ á mới dẹp vô bớt một cái thì người ta để bán đúng không? Một cái này ví dụ như nó có lợi đuổi mình cũng gọn gà à dạ đó để về là cho nó gọn. Mà bán đây thì khách ngồi ở đây hả bà? Thì khách ngồi vòng vòng ở đây là ghế đưa đó ngồi để vòng vòng à, đó là hai cái gánh với hai cái bàn để bên đó một cái bên đây một cái cho người ta ngồi vậy đó. Còn giờ không lâu lâu nó cũng đuổi rồi kệ nó mình dẹp gọn đi. Bà tên gì? Tên Bé á. Bà Bé mấy, à mấy người ta ăn tôi kêu bằng là cô bé bánh canh. Yeah. Năm nay bà mấy tuổi, bà bao nhiêu tuổi rồi? 54 tuổi. Ôi 64. 64 mà con nhìn bà có ơi, con nhìn cô đi ha. 64 thì con nhìn cô có vẻ là cũng lam lũ quá. Ừ, cực lắm. Cực ha. Ba mấy năm là cực lắm rồi đó. Cô có con cái gì không? Có 4 đứa con. Dạ. Giờ cái mấy anh này là nuôi 4 người con. Nó lớn đó rồi nó làm nó ăn. Còn cái gánh này tôi bán. Thành Đạt Food, Thành Đạt Food. À, đây chào em nha. Bạn này là Thành Đạt Food, TikToker rất là nổi tiếng. Giỡn đi đó. À vậy hả? Thôi hôm qua hả em? Vậy hôm nay em quay lại em quay nữa. Ok. Vậy để anh tranh thủ anh quay xong rồi cái anh em quay ha. Ok. Rồi thì bà bán từ mấy giờ đến mấy giờ bà? 3 giờ. Dạ. Đến 9 giờ tối. 9 giờ tối luôn. Một cái nồi như vậy thôi mà bán tới 9 giờ tối luôn. Nó chậm lắm. Nè ngồi đi cưng. Dạ. Dạ chào. Nè đây. Ở bạn nữ nữa nè. Ok. Một tô bà bán là 15 ngàn đến 20 ngàn thôi bà. Dạ. Bánh canh da heo huyết. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Bánh canh da heo huyết thôi. Ừ. Rồi với vịt nữa đúng không bà? Còn mấy cái này thì bán riêng, vịt thì bán riêng. À, còn nếu mà ai bán... ăn thêm vịt thì mình lấy thêm, tính thêm tiền. Tăng thêm. Dạ. Yeah. Ví dụ bánh canh tô 15 rồi thêm mề thì bao nhiêu bà? Cái mề nó 25, cái mề 10 ngàn. Cái mề 10 ngàn. Rồi có chân vịt, đùi vịt, đầu vịt chân đầy đủ. Chân vịt thì riêng có 1 cặp 7 ngàn. Cái cặp đầu vịt 15, 20 ngàn. Dạ, dạ. Cái to là 20, cái nhỏ 15. Bà có ai tới đây mua vịt và nhậu không bà? Có chứ. Có khi mua 4, 5 cái, 3, 4 cái, 2, 3 cái vô chừng. Bà bán trong cái tô nhỏ thôi mà... Không, có mình cắt ra bỏ bịch cho người ta mang về. Dạ, bỏ bịch nữa ha. Không thấy cái số lượng tô này chắc cũng ít à. Có chục tô à. Vậy mà nãy có ổn gài nó bể rồi, tính đi mua nữa mà chưa mua đó. Mua thêm chừng. Có khách là do cách làm vớt bể đó, người ta đụng vô vớt bể. Hồi nãy con thấy có khách là mang cái tô bà đi luôn. À, nó mượn đó. Bà biết người đó không? Không, không, không. Đó. Nó kêu nhỏ con gái đi, ở đâu ạ? Dạ, bán tô 15 ngàn. Cái nhỏ nãy mua canh bún mà không? Nhỏ mua bịch chứ nó mua tô. Bà không quen biết luôn mà bà để cho bạn, cho cô đó mang nè. Thôi bây giờ tới mình đi Lộc ơi. Chắc cũng phải tranh thủ rồi. À. Nay tô bà bởi quá con sợ ăn cái tô ở bà á. Làm lỡ con ăn sơ sẩy bị bởi tô của bà. Bởi thôi. Cho con ăn tô của con. Bà bán cho con cái tô này nha. À cái tô nào? Tại mà mình ăn nhiều lần á, khả năng bởi cao lắm. Nên mình ăn trong tô của mình. Con đi, cho đỡ bởi. Cái tô nặng quá ha. Bán vô phải không? Lấy còn mấy phần ta? Một phần là cái tô đó thì chắc ít nhất cũng phải 5 phần đi. 5 phần của bà bé. Rồi lấy gì đựng, cơm bữa đựng vô đựng bưng đó. Con ăn đây. Ăn đây hả? Rồi để đây đi múc tô này đổ qua. Ờ, ok. Cái tô nặng quá. À múc tô không phải cái mình đổ vào tô của mình đúng không? Con không ăn đầu nha. Chừng nào mua lấy cái nồi canh. Ăn chân mới ăn đầu. Có mời. À, mà là nhiều cả nhà, với chân có cái đầu nữa kìa, gan rồi gan mà bán như vậy thì có sợ bánh canh mềm không bà? Không không, cái này còn... nó đâu có mềm, nó dày thôi. Dạ dạ. Đó, một tô của bà là nhiêu đây nè? Ờ, cái tô đó, tô này là bao nhiêu ạ? 15 ngàn. Đổ chưa đây rồi đó. Đổ vô coi con mấy tô thì đầy có trái tim kìa anh Lộc. Đấy, bán trái tim. Wow, coi mấy tô thì sẽ đầy tô mình nha. Em nghĩ chắc tầm 5 tô. Bà bán riêng cái bộ đồ lòng á.
bổ lòng 15 ngàn. Bổ lòng 10 ngàn một cái. 15. 15, 15. Cái 10 không nó mới 10. À, thêm cái gan là 15 đúng không bạn? May quá anh Lộc ơi. Lúc mình bỏ ăn sâu cũng được bạn. Ăn hai phần. Nắng lắm mà, nặng lắm đó nha. Nóng mà. Hay là bây giờ anh Lộc ăn cái gì anh Lộc gọi bà làm luôn đi. Thôi để bà đổ hết bánh canh rồi. Rồi bà cho đăng lên trên. Dạ dạ. Để trên đặng quay á hả? Dạ. Ô giá heo. Bán có 15 ngàn thôi cả nhà, bình dân lắm. Nào giờ bà cũng bán ở ngay vị trí này luôn đúng không bà? Ba tô. Ba tô rồi. Còn không thì 4 tô với là mình gọi đồ ăn. Quay anh Lộc nha. Hay khi cái tô của bà nhiều rồi. Tại bà bà múc đầy luôn á anh. Nhìn cái tô bà nhỏ nhưng mà bà múc đầy á. Bà cho con 4 tô bánh canh thôi, con kêu thêm cái lòng con ăn thêm. Bà múc mà rớt bánh canh nè cả nhà. Trời ơi rớt hả? Đó. Năm tô là mệt á. Năm tô là mệt á. Bộ lòng đi. Bộ lòng ha. Trời nguyên cái mè kìa. Bộ không? Cái gì hả? Là cái này là 10 ngàn. Thêm gan luôn không anh Lộc? 15 ngàn. À 15. À có gần, à có gan rồi. Một cặp chân mình. Một cặp chân là 7 ngàn hả bạn? 7 ngàn. Một cặp chân là 7 ngàn là 22 ngàn. Có á, giờ gì nữa? Cái đùi. Không có đùi. Không có đùi hả? Có đầu. À có đầu. Cho cái mè nữa đi. Thêm một cái mè. Cho con cái mè nữa. Dạ. Đó. Rồi ok. Rồi. Rồi mà đổ lên đổ đây. Đổ vào đây. Cắt ra không? Khỏi luôn. Bé rồi. Cái này mấy người ăn? Mấy người thì tùy theo ăn rất là nhiều. Đây mình con ăn rất là bé. Ờ trời ơi ăn không hết đâu. Không hết đâu. Không hết rồi. Không hết rồi. Ta cho con hành lên đi. Con sẽ ngồi đây ăn thử con cho bà bé coi. Quay. Ớt không? Cho con cặp đồ 4. Cặp đồ 4 bao nhiêu? Trời ơi cay lắm á. Còn cấp độ 4 nữa. À, 3. 3. Bà có tính thêm tiền ớt cho con không? Không. Không. Rồi ok. Rồi. Hình ảnh một người bà rất là thân thương. Ngồi múc cái bánh canh cả nhà ơi. Anh Lộc làm gì vậy? Tính làm gì vậy? Bà ơi, bà chưa cho con muỗng. Cái muỗng của bà ăn với tô của con nó... Cái này được không bà? Cái này là bên đâu anh? Dạ, bên kênh Funny Hùng, Bỏ Sư Lộc nha. Dạ. YouTube cái gì? YouTube. Vô luôn anh Lộc ơi. Vô. Anh Lộc ngồi kế một quán uống rượu. Cả nhà nếu mà đến đây ăn ăn quán của bà mà lỡ như đông quá không có chỗ á thì mình có thể qua quán uống rượu, mình gọi một hai tô uống rượu gì đó rồi mình ăn kèm với bạn của mình nữa. Ok. Vô nha. Vô. Mời bà, mời mấy bạn nha. Rồi, chúc mấy bạn ngon miệng. Ô, mấy bạn mà nói ăn ba tô. Mấy bạn ăn ba tô. Rồi, bà xin Lộc, dứt nào. 3 2 1. Bắt đầu. Mà bà quân chú và quan viên hai họ dùng bữa nha. Hôm nay tính ra anh Lộc ăn như vậy thì cũng ủng hộ được bà 4 phần rồi. Bà bán sẽ nhanh hết. À đây. Đây là cách mà bà bán bịch mang về nè. Bà cũng đừng ở trong cái tô. Wow hay quá. Bà bé ơi, con hốc cộng bánh canh vô con thấy nhớ quê hương quá. Bánh canh chảng bàn. À, bột gạo hả? Wow, sợi bột gạo đúng không? Ừ. Huyết. Nước này là huyết heo. Ừ. Không đặc. Bà có bán vịt đó nha. Bà cái này là huyết heo đúng không bà?
Đúng rồi anh, huyết heo. Thanh niên này ăn cứ phải thắc mắc huyết heo huyết bịch làm gì vậy? Tại vì anh thấy nó mềm quá. Có tôm khô. À. Wow. Có tôm khô. Wow. Có tôm khô thì làm ngọt nước rồi. Yeah. Wow. Da heo. Ok không? Okay. Đây là lý do mình phải trang bị thêm đũa là cả nhà ơi. Có những quán sẽ không có đũa. Thôi được rồi bà. Ví dụ như bên chị có nè, em mượn chị á. Em ăn đây chắc cũng được. Mượn chị ra đũa. Cầm hờ đi. Cảm ơn chị nha. Chị bán bún riêu cho võ sư Lộc một đôi đũa rồi. Em sẽ để hờ đây. Khi nào mà khó quá thì em sẽ dùng tới. Đây là bảo bối của chị bán bún riêu. Đây, trái tim. Rồi, mấy cô qua nhìn rồi. Này ăn dưỡng nè, áo đen này ăn dưỡng nè. Khổng lồ luôn chú ơi. Cái này là 4 tô chú. 4 tô ăn. Ăn hết tô vậy được nhiều. Ăn hết tô. Trả tiền cho bà. Được, trả tiền cho bà bé. Đúng rồi. Má ơi luôn. Tên gì vậy? Dạ, Võ Sư Lộc chú ơi. Hả? Võ Sư Lộc. Võ Sư Lộc. Dạ. Chú lên YouTube chú tìm cái tên nó là ra. Chú có hay ăn bánh canh của bà không chú? Buổi sáng này bán bánh canh không? À. Bán 5 giờ sáng. Bán tới mấy giờ chú? Bán này đầy luôn. Ủa vậy hả? 5 giờ tới 7 rưỡi hả? Ồ. Chú bán bánh canh gì? Bánh canh giò. Bánh giò heo. Giò heo vậy. Nhưng mà sáng là bán có giò, có xương lọc. Nếu mà sáng bán khoảng là nếu bán chậm thì 8 giờ hết. Ồ, đặc biệt á, đặc biệt á. Anh Lộc mình tính ra hôm bữa mình quay cái kia xong á, mình đi xả bán. Dạ, dạ. Chú thì đi làm. Dạ, dạ. Buổi sáng thì chắc đó có lại phụ khoảng 5 giờ đến 6 giờ, nó không mấy phụ. Dạ, để bữa nào con dậy sớm á, con sẽ qua phi qua đây để con review món á. Con bên Tân Phú. Dạ. Không biết nữa, ha. Dạ đúng rồi đó, gần đó luôn á. Ăn bột đặt lên. Wow. Chảy mỡ luôn cả nhà. Đó, anh Lộc ngồi kế vào cái bếp nè. Anh Lộc ảnh dạ hơn 100 kg. Dạ. Đúc chưa? Mới ăn tô bún riêu. Thanh niên này. Ủa bà, nếu mà mưa thì sao bà? Ở đây nếu mà mưa kinh dù ra thì cũng bị tạt à. Cũng phải ướt, không ướt ít thì ướt nhiều quá bà. Dạ. Đúng rồi, tô này là đem lại. Chứ bà bé, con ăn xong con đưa bà cái tô này rồi có ai đến ăn bà bán cho tô này. Chắc không ai ăn luôn quá. Thì phải treo thưởng đi rồi có người ăn gì đâu. Dạ. Treo thưởng thì có người ăn. Có miếng ăn thôi được con. Nãy giờ mình ăn đổ mồ hôi luôn rồi. Tăng tốc á. Dạ. Sợ trời mưa tới đó nha. Đúng rồi. Thấy cái nhìn trời. Trời mù lắm. Mời đi. Em nghĩ là mời sẽ mềm nha, phải không? Đúng không anh trai? Mềm nha. Đúng rồi. Ô, câu hỏi từ trả lời luôn. Mời nấu á. Chung cái bánh canh á, nấu lâu á. Dạ. Mà. Quán của bà á, thì đi ngang qua nhìn cứ nghĩ là sẽ rất là đông khách. Đó, nhưng mà do quán của bà không gian cũng nhỏ thôi. Cho nên là chỉ cần 5 khách thôi ha, là nhìn cũng thấy đông rồi. Nhưng mà đến đây cả nhà ơi thì cũng không gian cũng hạn chế lắm, cho nên nếu mà được thì các bạn có thể mình mua đem về cũng được ha. Nếu mà mình thấy đông quá thì mình chịu khó mình mua đem về. Đây bà bán một tô một gánh thập cẩm luôn, rất là nhiều món ở bên trong.
Sư Lộc tăng tốc rồi, nhanh quá. Rồi, sang béo đúng không? Bột bột quá. Bột. Nó quạnh là cái lưỡi mình, cái cho lưỡi mình giống như xi măng vậy. Không nhúc nhích được. Không nhúc nhích được. Chắc phải kêu bà bé lấy một cái đậu bịch đó chọt vô để phá. Hết tô. À, bán hết rồi. Ủa hết rồi, mình cái mình đem vào trong rửa hả bạn? À, tại vì không gian cũng không có nhiều nên bà chỉ đem ra số tô. Số tô có hàng thôi. Đây Hùng ơi. Cảm giác như cái mề nó mềm á. Cho nên anh không cần phải tốn sức ha. Nóng quá. Ngồi kế bên, ôi mồ hôi đổ tay anh rồi ướt quần rồi nè. Ô đèn lên. Anh Lộc ơi, anh quên rồi, ở đây có mắm gừng nữa nha. Ồ, có mắm gừng nữa. Mắm gừng để chấm vịt. Dạ. Cay quá. À, cấp độ 4. Cấp độ 4 của bà bé quá là cay rồi. Dạ. Ớt này là ớt gì vậy bà? Ớt chỉ thiên nè. Ớt ngoài chợ bán. Đúng như bà bé nói là con ăn con nó bị dính bẫy rồi bà bé ơi. Nhưng mà bà bé ơi, gần hết rồi. Bà bé nghĩ anh ăn hết không? Không. Không, vẫn không. Vẫn không nha anh đâu. Tội quá. Mình phải pha một tí đèn cho bỏ Sư Lộc thôi. Ồ. Giờ mới có 5 giờ thôi cả nhà. Mà trời cũng đã tối dần rồi. Do là chuyển mưa. Sài Gòn đã có những cơn mưa rồi. Sài Gòn lúc nắng lúc mưa. Mày gì vậy? Hát tiếp câu sau coi. Tình yêu lúc mưa lúc nắng. Phải, biết anh hát bài gì rồi. Anh đang nói con gái á. Con gái lúc nắng lúc mưa. Anh ví Sài Gòn như là một như cô gái đồng đảnh vậy. Đồng đảnh rồi. Thích là mưa à. Đó, một hồng mưa. Hồng mưa mới rơi rồi. À, mới đó hồng mưa nữa. Ồ, rớt nữa rồi, rớt rồi, rớt rồi, nhiều rồi. Thành sáng rồi. Đấy rồi. Wow, mưa rồi, để coi bà bé sẽ làm gì. Mưa rồi cả nhà ơi. Đường ở bên Tôn Đảng thì rất là đông. Cả nhà nghe tiếng xe lúc nào cũng cứ xịt 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 xịt. Bỏ Sư Lộc ăn nhanh ghê, kiểu như sợ trời mưa ướt á, quá cống hiến. Bỏ Sư Lộc ăn mà giống như lao đồng vậy á. Ở bên chị bán bún riêu á, có miếng riêu nhìn lạ quá. Hay quá chị ơi. Riêu cua. Chị có cần em rinh phụ không? Đó, đây là cảnh lúc mà trời mưa nè. Rất là khó khăn đó cả nhà. Dạ. Có. Rồi. Wow. Cảm ơn chú. Đó, trời mưa là ở đây phải vậy đó cả nhà ơi. Còn đây là dù của bà. Dướng dướng qua. Wow. Ok. Xong. Tiếp tục nào, bỏ Sư Lộc ơi. Đó, ngồi đây là an toàn. Không gian của bà nè. À. Hôm nay bà sẽ lọc ăn mà không nhận xét được nhiều ha. Chỉ biết ăn thôi.
quà nè. Thì vào trời mưa á, những ai mà bán mà mình bé cũng... Thôi rồi đó. Được chưa? Quá rồi hả? Cầm nó luôn hả? Vào trời mưa á, những ai bán mà người ta không có chỗ thì sẽ rất là vất vả. Nhưng bà bé cũng vậy. Bà bé đang vui. Đang vui và ngạc nhiên vì có người ăn một tô bự như vậy. Có ăn mà con muốn khóc luôn bà bé. Cay cay và nóng nóng nè. Cho bà con chấp nhận thể hiện cái sự ngon miệng, ăn liên tục để chứng tỏ cho cả nhà biết đó là bánh canh của bà bé đó là hấp dẫn. Lau mồ hôi. Cái đèn này bật đã lên luôn không ạ? Dạ, có trên. Ồ, sáng rồi đó. Bự nó gan bự ghê luôn. Gan to. Bỏ bớt hả? Bà ấy đã bỏ vô tô luôn rồi, còn phải ăn hết thôi. Bỏ vô bụng hả bà ấy? Còn không hết thiệt rồi không à, chắc tầm 25 phút đúng không, nãy giờ ăn chắc tầm 25 phút à. 4 đô em, 4 đô. Bên bà bé bán 5 tô là đầy cái tô này cho nên ăn 4 tô. Hôm nay có một người đến ăn 4 tô về như vậy á, bạn có vui không? Dạ. Yeah. Như anh này anh ở hành tinh khác đến nè. Anh không phải ở trái đất đâu. Tô là dĩa bay á mà. Chuẩn bị lấy dĩa bay bay vào hành tinh của mình. Cố lên nào, sắp hết rồi. Trời ơi. Còn gì nữa đâu mà khóc mới sầu. Cái gừng vịt đó Hùng. Dạ. Cái này mà có nước mắm gừng á, chấm vào. Ừ. Có nè, mắm gừng này nè. Dạ. Thôi được rồi bà ơi, không sao đâu. Con ăn hết xong mà con sẽ trên miếng nước mắm gừng con hút vô. Uống vô. Vô bụng. Thế không rồi đâu. Không. Ăn kiểu đó cái nào cái nó từ từ ngon mà nó thành ra mặn mà tăng sông á. Quá sạch. Gì nữa gì nữa. Với cái mè luôn. Em ăn miếng mè không? Ok. Thôi nhưng mà giờ mời á, sợ mấy anh chị nói á. Gì? Giờ mời sợ mấy anh mời lời thôi. Chắc anh đâu cho em đâu. Good. Anh đi cũng mới ăn. Hay đó em trời. Tuy no nhưng mà vẫn chấp nhận lời mời. Xứng đáng. Có một cái đầu bịch. Thôi. Ôi ôi nó giòn kìa. Có bằng giá. Mừng nãy là mình tính 82 ngàn á. Tô này 82 hả? Tô này bao nhiêu bạn? Bà tính đi. 4. Với 22. 82 luôn. Bên anh cũng 82 luôn á. Tính ra anh này ăn ăn bằng 4 người. Rồi nhai hết rồi đó. Chuẩn bị tinh thần chưa? Đâu rồi, đâu rồi? Mẹ ơi. Hết nước luôn.
Giờ bà bé tinh lặng hết chưa? Tưởng ăn hết mà hết đó. Tưởng không hết mà hết không tưởng. Cười rồi, cười rồi, cười rồi. Quá ngon quá bé ơi. Dạ. À, căng bụng á. Bé vuốt lưng con cái đi cho con tiêu đi. Vuốt lưng, vuốt lưng. Đúng rồi, đúng rồi. Người cháu này lúc nào cũng vậy. Rồi, ngồi xuống nhận xét luôn nha. Thường tụi anh ăn cũng tầm 40 đến 45 phút, nhưng mà hôm nay kiểu như không gian cũng không cho phép nên mình ăn nhanh nhất có thể. Dạ. Sau một lần tới đúng ngày chay thì bà bé không có bán, thì hôm nay mình đã tới và gặp bà bé ở khu vực này, cũng như là gặp các bạn bên team Thành Đạt Food. Các bạn có chơi TikTok thì ghé qua ủng hộ cho team Thành Đạt Food nha cả nhà. Rồi các bạn cũng review rất là nhiều quán ăn hấp dẫn. Rồi hiện tại thì con no rồi bà bé rồi, nên con có nhận xét gì sai bà bé thông cảm nha. Và cái món bánh canh vịt của bà bé thì mình thấy là không có phần mình nha cả nhà, chỉ có là phần đầu, phần chân, phần mời, gan và cánh vịt là hết rồi. Dạ dạ, chính vì cái điều đó con rất là cảm ơn bà bé. Nếu mà có đùi vịt thì dễ gì con phát cho anh em con được. Thôi mới sẽ chăm cái đùi vịt cho con chứ gì nữa, hồi nãy em chăm đó mà hết rồi. Thôi thì hôm nay mình ăn cảm thấy rất là ngon miệng. Trong cái nước dùng ở cả nhà có tôm cô nữa, nó sẽ tạo nên cái vị ngọt cho cái món ăn. Và cộng lại là có một cái điểm cộng nữa, đó là khi mà các bạn ăn á, trong cái không gian này nhìn thấy cái quang cảnh á, mình thấy là cái tuổi thơ của mình. Và thấy bà bé suốt 30 mấy năm bán với cái gánh bánh canh như vậy nè, mình nhớ lại cái hình ảnh của một người bà rất là thân quen. Rồi ngày đêm tảo tần bên gánh này để nuôi cho những người con khôn lớn. Bây giờ con của bà bé đã khôn lớn rồi, bà bé có tính khi nào mình chuyên nghỉ hưu không bà bé? Dạ. Bán luôn chừng nào mà mình không còn sức nữa thì mình dừng đúng không bà? Dạ. Chúc cho bà là có thật nhiều sức khỏe để có thể bán được vài triệu khách nữa. Thì mình cũng tóm gọn lại là các bạn hãy tới ủng hộ cho bà bé, nếu mà đông quá các bạn có thể mua về. Yeah. Đó là một cách để mình có thể vừa ủng hộ cho bà mà vừa có thể làm cho cái món bánh canh vịt này nè truyền đến với nhiều người hơn nữa. Yeah. Rồi một lần nữa địa chỉ là số 356 đường Tôn Đản, phường 4 quận 4 bà bé ơi, cái này của con bao nhiêu? 82 82 chứ. 82 người. Thì con cũng không có gì hơn. Hôm nay con gửi bà 500. Đây là tiền của mấy cô chú mấy anh chị ở nước ngoài á. Nhờ con có thể là đi tới mấy cái mảnh đời cũng như là những cái ông bà buôn bán vươn lên trong cuộc sống á. Rồi con ăn cô 82. Nhưng mà con sẽ gửi bà 500 để có thể bà mua thêm vịt, mua thêm kia để làm cho cái nồi bánh canh nó hấp dẫn hơn. Dạ. 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 Nhưng mà khi mà nhận được cái một cái lì xì nhỏ nhỏ như vậy nè, bà bé có vui không? Dạ. Con thấy nếu mà bà bé cười lên đó cả nhà, là mình nói nụ cười của bà bé là kiểu như là không biên giới luôn á, nó không bị ngăn cách bởi rắn hay gì hết đó. Còn lần nữa là chúc cho bà bé thật là vui vẻ hạnh phúc để có thể bán được nhiều tô bánh canh vịt nữa nha. Ok rồi, thế nên mình có cái fanpage trên Facebook, nếu như mọi người yêu mến thì muốn cập nhật các sự kiện video hay event thì hãy like cho fanpage để ủng hộ kênh mình nha. Lên mình sẽ để phần mô tả và mọi người hãy đăng ký cho kênh Funny Hùng Vlog, một kênh YouTube của Võ Sư Lộc. Đừng quên TikTok của anh em mình là Funny Hùng 1116 và Võ Sư Lộc, và hai TikTok ngắn là Funny Hùng Võ Sư Lộc và Võ Sư Lộc Funny Hùng. Trong giai sắp tới đó, như các bạn có bất cứ thách nào thì đã làm luôn những comment, mình sẽ xem xét và đưa những bình luận phù hợp nhất làm clip cho nhà cùng thân nha. Ok, xin chào các bạn. Bye.